trong Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương hôm nay. An Giang khởi tố bắt giam đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm điện thoại liên huyện. Bình Phước, tài xế dương tính ma túy vận chuyển 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cà Mau, điều chỉnh quy định cách ly điều trị F0. An Giang khuyến cáo người dân đưa trẻ từ 1 đến 5 tuổi tham gia tiêm chủng vaccine mở rộng. Nhiều tài xế xe công nghệ tắt áp vì càng chạy càng lỗ. An Giang, thành phố Châu Đốc công khai các đường dây nóng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Khánh Hòa, triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng. Kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Thưa quý vị, những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương sẽ mở đầu cho bản tin. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2022, Nguyễn Thanh Hùng nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm để bán lấy tiền tiêu xài. Hùng đột nhập vào nhà của ông Châu Hoài Tuấn, sinh năm 1980, cư trú ở ấp Phú Quế, xã Phú An, huyện Phú Tân, để tìm tài sản lấy trộm. Lúc này ông Tuấn đi uống cà phê về, đến nhà thì thấy cửa nhà đang mở, nên đã nhanh chóng chạy vào kiểm tra, thì phát hiện Hùng đang đứng trong nhà có dấu hiệu trộm cắp tài sản, nên đã bắt giữ Hùng giao cho cơ quan công an. Qua làm việc và kiểm tra trên người Hùng, lực lượng công an phát hiện nhiều giấy cầm tài sản là điện thoại di động và hàng chục sim điện thoại. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hùng khai nhận, trước lúc bị ông Tuấn bắt quả tang, Hùng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ đột nhập vào nhà dân lấy trộm điện thoại ở nhiều địa phương như huyện Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân. Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân đã tiến hành thu giữ nhiều tang vật là điện thoại di động, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, tại khu vực km 35, đường DT759 thuộc địa bàn thôn 4 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện và tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô biển số 90A10022. Qua test nhanh ma túy, phát hiện tài xế Chu Văn Trung dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. Kiểm tra trên xe ô tô phát hiện có 4 nam thanh niên nằm trốn dưới sàn xe. Tiến hành làm việc với 4 thanh niên này, bước đầu xác định cả 4 đều là người Trung Quốc, có độ tuổi từ 23 đến 30 tuổi. Các đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tài xế Chu Văn Trung khai nhận chở thuê số khách trên từ Hà Nội đến xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tại điểm C, cách ly điều trị F0 và điểm D, cách ly y tế F1, F2, khoảng 1 điều 1 quyết định 2777 ngày 8 tháng 12 năm 2021 được điều chỉnh lại như sau. Đối với các trường hợp F0 không triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ cao là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, tạm thời cho phép tham gia một số hoạt động sau. Được sắp xếp làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Trường hợp làm việc trực tiếp phải trên tinh thần tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc. Phòng, khu vực làm việc phải được cách ly, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đi thẳng từ nhà, nơi cách ly đến khu vực cách ly làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển, không được tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thủ trưởng đơn vị có người là F0, F1 làm việc, có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở làm việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động, khử khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm và định kỳ theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động 2 lần một tuần. Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2022. Các nội dung khác tại quyết định số 2777 ngày 8 tháng 12 năm 2021 và quyết định số 149 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện. Đồng thời, hủy bỏ quyết định số 594 ngày 25 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, không để tình trạng dịch chồng dịch, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo các đơn vị tuyến cơ sở rà soát, thống kê tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng. Rà soát các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng vaccine MR và vaccine BOPV thấp dưới 90% để xem xét đề xuất triển khai tiêm bổ sung cho vaccine BOPV
MR cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi tại các vùng nguy cơ cao trong trường hợp cần thiết. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố rà soát thống kê tỷ lệ tiêm chủng, tổ chức thực hiện tiêm vét cho các đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2022 chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, tổ chức tiêm chủng đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh và sự cần thiết của tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo người dân đưa con em tham gia tiêm chủng thường xuyên và tiêm vét phù hợp ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng. Theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, hiện An Giang chỉ đạt 1 trên 14 chỉ tiêu theo tiến độ kết quả tiêm chủng tháng 1 năm 2022. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát lập danh sách đầy đủ đối tượng trẻ trong diện được tiêm. Ngành y tế sẽ huy động lực lượng nhân viên y tế cả công lập và y tế tư nhân tiến hành tập huấn, cập nhật kiến thức mới về bảo quản vaccine, thực hiện chặt chẽ quy trình an toàn tiêm chủng cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chuẩn bị các cái điều kiện về cái nguồn lực, bàn tiêm, rồi tất cả các cái chuyên môn để khi chúng ta sẵn sàng khi có cái vaccine về thì chúng ta sẽ triển khai tiêm ngay. Quý 2 chúng ta sẽ có cái vaccine. Và về hướng dẫn chuyên môn thì cũng đã tập huấn tất cả cho anh em là triển khai về cái chuyên môn để cái tiêm cái cho các cái độ tuổi này. Và bà con cũng yên tâm khi có cái vaccine về thì chúng ta cũng là yên tâm để cho con cháu mình nó được tiêm chủng. Bởi vì chỉ có tiêm chủng mới là bảo vệ được cái tức là cơ bản nhất về cái trước cái dịch bệnh COVID đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. Tỉnh sẽ bố trí các bàn tiêm tại các cơ sở giáo dục đối với trẻ đi học. Những trẻ không đi học sẽ được tiêm tại các trạm y tế và đối với những trẻ có bệnh nền hoặc đang điều trị bệnh sẽ được bố trí tiêm tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh. Công tác sàng lọc trước khi tiêm và đảm bảo an toàn tiêm chủng được các địa phương đặc biệt chú trọng, nhất là chuẩn bị sẵn sàng hộp thuốc cấp cứu, bố trí các đội cấp cứu lưu động để xử trí khi có những phản ứng sau khi tiêm. Trạm y tế đã tham mưu cho ban chỉ đạo xã để chỉ đạo điều tra giám sát đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong trường học cũng như ngoài cộng đồng. Hiện tại thì xã Thạnh Phú là có khoảng 1.300 trẻ. Thì từ đó thì trạm y tế đã xây dựng được cái kế hoạch là ngày tiêm, bàn tiêm, phân bổ cán bộ tiêm. Và đặc biệt là kết hợp với các ban giám hiệu của nhà trường mình để là mượn các điểm tiêm cố định để tránh tập trung đông người để cho hiệu quả đạt cái điểm tiêm cho trẻ em đợt này. Ngành y tế Cà Mau phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo lựa chọn và bố trí điểm tiêm cố định cũng như các đội tiêm lưu động, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để các bậc phụ huynh nắm được lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Qua thống kê, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 147.300 em trong diện được tiêm. Qua khảo sát, hầu hết các bậc phụ huynh đều hưởng ứng với chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Thì nhà trường cũng đã tiến hành là rà soát thống kê lại số lượng trẻ mà đăng ký tiêm COVID-19. Đa số phụ huynh thì thống nhất với cái chủ trương quan điểm này. Thì trên cơ sở đó thì chỉ đợi phối hợp với y tế là có cái kế hoạch mà triển khai ngày giờ như thế nào đó thì sẽ thông báo đến tất cả các phụ huynh để tiến hành tiêm cho trẻ. Thời gian dịch bệnh thì mình cũng thực hiện 5K cho bé, khẩu trang rồi rửa tay, rồi tránh đi tới những nơi công cộng này nọ. Hy vọng là thời gian tới là nhà nước sẽ triển khai chích ngừa cho bé để cho mà phụ huynh yên tâm gửi con đi đến trường. Qua thống kê, toàn tỉnh có hơn 147.300 trẻ trong diện được tiêm. Qua khảo sát, hầu hết phụ huynh đều hưởng ứng với chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị sản xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 bất hợp lý. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm sách COVID-2 tại địa phương. Danh sách số lưu hành, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử và các cơ quan truyền thông của tỉnh, giao nhiệm vụ cho các bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá bán bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 và đảm bảo chất lượng khi cung ứng sản phẩm này đến người dân. Theo thông tin từ hãng xe công nghệ Gojek, kể từ 0 giờ ngày 14 tháng 3, hãng này đã chính thức áp dụng mức giá cước mới đối với các dịch vụ GoDrive vận chuyển hành khách bằng xe hai bánh và GoFood giao đồ ăn. Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, giá cước GoDrive 2 km đầu là 13.000 đồng, từ 2 đến 4 km, trước đây 4.400 đồng 1 km, nay tăng lên từ 5.100 đến 6.000 đồng. Trên 4 km, từ 4.500 đồng 1 km, nay tăng lên 4.700 đồng đến 5.500 đồng. Giá cước GoFood từ 3 km trở xuống là 16.000 đồng, tăng 1.000 đồng, trên 3 km là 5.000 đồng mỗi km. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giá cước GoDrive cho 2 km đầu là từ 11.000 đến 13.000 đồng, từ 2 đến 8 km là 5.200 đồng đến 5.600 đồng mỗi km, tăng từ 500 đến 900 đồng. GoFood 2 km đầu có giá mới là 16.000 đồng, tăng 1.000 đồng so với trước. Giá cước dịch vụ GoCar vận chuyển hành khách bằng ô tô và GoSend giao hàng không thay đổi trong đợt điều chỉnh này. Theo hãng xe này, giá cước của Gojek được tính toán trên cơ sở mang lại dịch vụ tốt nhất cho người dùng, đồng thời bảo đảm cho các đối tác tài xế của Gojek nhận về khoản thu xứng đáng với thời gian và công sức bỏ ra. Theo đại diện Gojek, hãng xe này sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến của thị trường và có các phương án cân chỉnh để đưa ra giá cước hợp lý và mang tính cạnh tranh. Hãng cũng đang hỗ trợ chi phí xăng dầu cho đối tác tài xế có hiệu suất tốt. Ngoài ra, Gojek còn có chương trình Go Captain với nhiều gói phúc lợi khác liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ vay tiêu dùng tài chính và mua xe máy trả góp, chương trình tặng phụ kiện theo xếp hàng của đối tác tài xế. Trước đó, hãng xe công nghệ Grab đã điều chỉnh giá cước của hầu hết các loại dịch vụ của hãng theo hướng tăng từ vài trăm đồng cho đến vài ngàn đồng, áp dụng từ ngày 10 tháng 3. Lý do được hãng này đưa ra là để thích ứng với những biến động về giá xăng dầu và giá tiêu dùng. Việc điều chỉnh giá cước này sẽ giúp bù đắp một phần chi phí vận hành của đối tác tài xế để họ có thêm cơ hội thu nhập trang trải cuộc sống, đồng thời khuyến khích các đối tác hoạt động tích cực và phục vụ người dùng tốt hơn. Trong khi đó, đại diện ứng dụng Bee cho biết hãng không tăng giá tất cả các sản phẩm, dịch vụ để góp phần chung tay vào công tác bình ổn giá sau đại dịch và hỗ trợ các khách hàng. Thay vào đó, Bee quyết định giảm chiết khấu lên đến 10% cho các tài xế Bee Car thân thiết tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai kể từ ngày 17 tháng 3, cũng như bổ sung nâng mức các chương trình hỗ trợ thu nhập lên đến 2 triệu đồng một tuần cho các tài xế của Bee nói chung. Dù các hãng đã tăng giá cước hoặc giảm tỷ lệ chiết khấu trong bối cảnh giá xăng dầu lên quá cao, nhưng giới tài xế xe công nghệ vẫn phàn nàn về việc càng chạy càng lỗ. Thậm chí nhiều người đã quyết định tắt app nghỉ chạy một thời gian, chờ giá xăng dầu giảm trở lại. Bởi tài xế sau khi trừ chi phí xăng dầu, hao mòn và tỷ lệ chiết khấu cho hãng, thu nhập của họ không còn bao nhiêu, thậm chí có người còn lỗ. Ông Lê Minh Hướng ở quận 8 chạy xe GrabCar cho biết, cho dù hãng đã tăng giá cước nhưng cũng không thể bù đắp được chi phí xăng dầu. Do đó, từ đầu tuần này, ông đã quyết định tạm nghỉ ở nhà phụ vợ buôn bán ở chợ. Tương tự, tài xế Ngô Văn Thuận quê ở Vĩnh Long lên thành phố Hồ Chí Minh chạy xe ôm công nghệ Gojek cho biết trước đây ông đổ xăng 90.000 đồng chạy cả ngày, nay phải bỏ tiền ra 130.000 đồng mà chạy chẳng được bao nhiêu cuốc. Vì miếng cơm manh áo nên ông sẽ cố gắng cầm cự thêm một thời gian nữa, nếu giá xăng không giảm thì sẽ tìm nghề khác để mưu sinh. Dịp này, đội quản lý thị trường số 4 đã tiến hành làm việc trực tiếp với đại diện các cửa hàng đại lý xăng dầu và ký cam kết không giảm thời gian kinh doanh, không được ngừng kinh doanh, không giảm lượng hàng bán ra, không kinh doanh xăng dầu giả kém chất lượng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời, đội cũng đã thực hiện niêm yết công khai đường dây nóng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định tình hình giá cả, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Trước đó, từ tháng 1 năm 2022 đến nay, đội quản lý thị trường số 4 kết hợp phòng kinh tế thành phố Châu Đốc thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Qua đó, từ kỳ điều chỉnh xăng dầu đầu năm 2022, ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 đã có 6 kỳ điều chỉnh xăng dầu. 100% các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Châu Đốc hoạt động bình thường, niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, tiết giảm thời gian bán hàng, lượng bán.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, phân viện nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu, Ủy ban nhân dân các huyện Đầm Dơi, Nam Căn, Ngọc Hiển và các sở ngành, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến cua nuôi bị chết. Nếu cua chết do nguyên nhân tương tự những năm trước đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đưa ra biện pháp hướng dẫn nhân dân khắc phục triệt để, tránh tình trạng cua chết lặp lại hàng năm. Thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc người dân các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, đồng thời rà soát, triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh đúng quy định, nếu đủ điều kiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn quản lý, phối hợp thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người dân các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi, trong đó có cua nuôi để hạn chế thiệt hại. Theo đó, Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thu dứt điểm số lệ phí môn bài đã lập bộ đầu năm 2022, phấn đấu hoàn thành 100% số đã lập bộ trước ngày 15 tháng 3, không để nợ. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm, lãnh đạo các chi cục thuế quán triệt, chấn chỉnh đến toàn thể công chức trong đơn vị, nhất là các lãnh đạo đội thuế, công chức thuế đang phụ trách thu thuế tại địa bàn các xã, phường, thị trấn. Lãnh đạo, công chức các đội thuế liên quan trong công tác quản lý danh bạ, đối tượng nộp thuế, công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm tra, công tác quản lý địa bàn, tập trung điều tra, khảo sát lại doanh thu, quy mô kinh doanh của đối tượng này để đưa vào quản lý thu thuế khoán theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính. Các chi cục thuế chấn chỉnh công tác quản lý rủi ro hộ kinh doanh đối với các trường hợp có doanh thu đột biến, kinh doanh nhiều địa điểm, có nhiều kho hàng, cửa hàng, nhiều lao động, lập kế hoạch kiểm tra, khảo sát theo tháng, quý để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu tính thuế theo đúng quy định, rà soát, đôn đốc thu các khoản thuế phải nộp phát sinh trong tháng 1 và 2. Ngay sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau phát phóng sự cảnh báo tình trạng người dân tự mua thuốc điều trị COVID-19 trong chương trình thời sự tối ngày 15 tháng 3, trên trang fanpage Thời sự Cà Mau đã nhận được hàng trăm bình luận của khán giả. Trong đó có nhiều bình luận cho rằng, việc người dân phải tự mua thuốc theo toa tìm hiểu trên các trang mạng xã hội hoặc do các F0 truyền tay nhau hay phải đến nhà thuốc nhờ cộng dùm thuốc điều trị F0, một phần là do không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ y tế cơ sở. Một chủ tài khoản có tên Thúy Đỗ bình luận: khai báo rồi, có ai hỏi hay ngó tới đâu mà không tự mua để uống chứ? Một tài khoản có tên Chi Nguyễn liền phản hồi: đúng rồi, nóng sốt ho quá, điện trưởng trạm bảo bị gì cứ đi mua thuốc về tự uống, có ngó tới F0 đâu. Một tài khoản khác có tên Yến Như Nguyễn bình luận: khai báo xong rồi, nhà giăng dây treo bảng cách ly, chứ có được viên thuốc uống nào đâu, đến cái toa thuốc còn không có. Chủ tài khoản có tên Nguyễn Tanh chia sẻ: bị F0 phải báo đến 2 lần luôn, có thấy ai đến đâu không tự mua thuốc lấy gì mà uống, và còn rất nhiều bình luận khác. Để biết những tài khoản nêu trên có thực sự bị F0 mà không được hỗ trợ không, phóng viên thử liên hệ với một chủ tài khoản đã bình luận có tên Đinh Đan để tìm hiểu, và sau đây là cuộc nói chuyện. Dạ luôn. À, cho hỏi phải chỗ bạn Đan gì không ạ? Dạ đúng rồi. Mà mình thấy bạn có comment trên trang của fanpage của Thời sự đó, nói về cái vấn đề mà mình bị F0 nhưng không được trạm y tế đã hỗ trợ kịp thời đó. Cho hỏi là mình bị F0 bao lâu rồi ạ? Dạ hôm kia mà hôm qua mới báo. Dạ. Mà hôm nay cũng chưa thấy y tế vô. Khi mình báo thì chỗ mà y tế nó sao ạ? Chỗ y tế thì y tế kêu điện trưởng khóm. Chuyện khóm nói để vô hỗ trợ gì mà chưa thấy. Mà chuyện khóm kêu mua thuốc uống gì trước đi, đợi biết chuyện nào. Còn giờ nói giờ nhiều lắm vậy. Mình là ở địa chỉ ở đâu à? Ở khóm 11, thị trấn Sông Đốc. Để chứng minh cho lời nói của mình, chủ tài khoản Đinh Đan còn gửi cho chúng tôi hai clip ghi âm cuộc gọi với cơ sở y tế và chính quyền khóm nơi mình sinh sống. Alo, phải bác sĩ Ly không nè? Phải, có gì anh Tư? Dạ, con nhà bị F0 hôm qua gọi bên bên y tế, bên bệnh viện không bắt máy. Mới xin được số rồi.
F0 bị rồi nào? Dạ mới hôm qua. Hôm qua ở xóm mấy? Xóm 11 phải không? Xóm 11 mình báo với chỗ mà trưởng khóm đi. Báo trưởng khóm hả? Mình báo bên y tế không được hả? Sao? Báo cho trưởng khóm cho thằng Bắc, thằng Bắc nó báo lại cho thằng Nam, rồi Nam mới cấp thuốc. Alo. Phải có nhiệt không ạ? Ờ đúng rồi. Dạ nhà con bị F0 cơ. Có thuốc dưỡng chưa? Dạ chưa rồi. Ủa chưa có đi mua thuốc dưỡng sao? Dạ con tưởng nó báo rồi xong cấp thuốc vô uống nha. Xong cái mơ chiều mơ nó có thuốc rồi. Dạ hả? Thì đi mua thuốc dưỡng đỡ rồi chứ đợi mơ nó sao nổi. Cả để mơ đi chứ giờ biết thuốc gì mua. Trời mình đi mua thuốc giảm đau gì đó. Hoa thì mình mua thuốc hoa vô. Còn với mua thuốc mà sáng sáng sinh có viêm gì đó. Không có bác sĩ giờ vô khám mình test mình không, luôn à. Cái gì có, không bao giờ có chứ. Không. Mà không bao giờ nó cô bệnh nè, nó cũng không có ngà tới nữa. Nhận thấy nếu cán bộ y tế cơ sở không thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ chăm sóc F0 sẽ khiến dịch bệnh tăng cao và dẫn đến nhiều hệ lụy. Tại các cuộc họp trực tuyến 3 cấp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào đầu tháng 3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo. Y tế và các địa phương chỉ đạo cho trạm y tế thực hiện nghiêm các hoạt động quản lý F0, F1 tại địa phương, thực hiện tốt cái trách nhiệm theo dõi tư vấn hỗ trợ cho bệnh nhân F0. Khi người dân người ta báo F0 là trạm y tế cho người ta cái toa, nếu có thuốc thì cấp, mà không có thuốc thì cho người ta cái toa để người ta đi mua ngay. Không có cái tình trạng là nói bây giờ không thiếu thuốc, túi thuốc A không có thuốc cấp. Tại cuộc họp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cũng chỉ đạo các địa phương kích hoạt lại hoạt động các trạm y tế lưu động, tổ COVID cộng đồng tham gia hỗ trợ gia đình có F0. Tuy nhiên, trước áp lực dịch bệnh gia tăng, hiện nay một số cán bộ trạm y tế, tổ COVID cộng đồng bắt đầu có tâm lý chủ quan, buông lơi, buông lỏng việc giám sát, không còn nhiệt tình, thể hiện trách nhiệm trong hỗ trợ chăm sóc F0 như trước đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, chuyển nóng từ các địa phương. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi các cơ quan báo chí, đài truyền hình và ACV Network tổng hợp, chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên các kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok ACV Network và các đơn vị báo đài liên quan và siêu ứng dụng NetLove. Chân thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong bản tin ngày mai.